Thưa quý vị và các bạn, những năm trở lại đây, việc nhiều người dân bỏ sang Trung Quốc làm ăn mà không trở về đang là những câu chuyện không còn mới ở các huyện miền núi ở Nghệ An. Nhiều bé gái mới lớn hoặc phụ nữ thiếu hiểu biết tại các bản làng có hoàn cảnh quá khó khăn, mong muốn đổi đời ở phía bên kia biên giới đã trở thành nạn nhân của tệ nạn buôn người. Bên cạnh những bất cập trong công tác quản lý thì câu chuyện buôn người còn có những góc tối đáng buồn và phải suy ngẫm. Căn nhà nhỏ của ông Lê Văn Đại ở xóm Gát, làng Yên, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, 3 năm nay vắng hẳn tiếng nói cười. Cặm cụi với mảnh ruộng gần nhà, trong ông không biết khi nào mới nguôi ngoai nỗi cay đắng về người vợ. Nghe theo lời xúi dục của hàng xóm, bà Vân, vợ ông, đã mang theo con bỏ quê sang Trung Quốc từ 2 năm nay. Niềm an ủi duy nhất của người đàn ông cô độc này là cậu con trai út 16 tuổi vừa trở về từ bên kia biên giới. Vừa làm kia xong mà đây là uống chiều có dám đông mà đi muốn biết đi buổi sớm dậy sớm ăn cơm rồi đi rồi lên thắp cháu chưa về thăm nhà mà. Vừa đi nữa lại tiền trong nhà đi rồi làm cửa xong cũng cho trùng đồng mô rồi tiền hồng mừng phải đi luôn sang bên nữa thì cũng đi theo mẹ mà đi sang bên nữa mẹ đưa đi bố cũng đi nhà em cũng biệt chứ rồi mẹ đưa đi lâu mẹ cũng gọi điện cho hỏi thăm. Tiền thì tháng mỗi cũng đưa cho mẹ hết mà em chỉ lấy vay 100 triệu thôi, không còn nhiều mà. Nhà em không biết mẹ về khi mỗi cả, bởi vì nhà em đi làm việc mà mẹ đi mỗi em cũng không biết. Mẹ ông má cũng không gọi điện thoại cho cả, bởi có chỉ mẹ gọi cho. Trong câu chuyện của mình, ông Đại không hề biết rằng vợ mình, tức là bà Vân, người từng là nạn nhân của đối tượng buôn người thì nay lại là má mì dụ dỗ chính con gái ruột đã có chồng ở bản Yên Thành, xã Lục Dạ cùng sang Trung Quốc làm ăn và lấy chồng khác để có cơ hội đổi đời. Mọi chuyện chỉ bị vỡ lở sau khi chị Thành, con gái ông Đại, bà Vân được giải cứu và bộ đội biên phòng nhận được lá đơn tố cáo từ chính anh con rể, tức chồng chị Thành, và cũng là người đã phải chuộc vợ mình với số tiền mặc cả với mẹ vợ từ 30 triệu đồng xuống còn 4 triệu đồng. Bà Vân là vẽ ra một cái viễn cảnh là sang bên kia cuộc sống nó sinh hoạt nó sung sướng, cho nên là con cứ đưa cả cháu tháng đấy đây mẹ sẽ chăm sóc, rồi mẹ sẽ xin việc làm cho. Thì con gái thì khi nào nói chung là đối với mẹ thì là tin tưởng. Nhưng mà sau đó thì một thời gian thì người chồng của em Thanh này là phát hiện ra là việc bà Vân lừa đảo. Đó là chuyện mẹ bán con của gia đình ông Đại. Còn với người phụ nữ Thái này, khi nhắc lại quãng thời gian lưu lạc bị buộc phải làm vợ một người đàn ông Trung Quốc, giọng nói của bà vẫn chưa hết thảng thốt sợ hãi. Chị đấy với chị Phương là kiểu hai chị em bạn giáo là nhủ nhau nó đi làm ăn thì cho có chị có em là đi rồi thôi, không biết không ngờ là lừa đi bán. Sau này chị cũng chấp nhận nói là về, nếu mà không chấp nhận lại ông nữa thì không có tiền cho chị về. Họ nói rồi là công án bắt, họ nói rồi là chị phải chấp nhận chỗ đó họ bắt thì mình mới mà về. Khi phải lừa nói về lại con gái, mình không có con gái lừa họ về lại người để mà sáng họ mới cho về chứ không mình chỉ nói. Mà lừa về lại người họ nói là có tội công an bắt, mình phải nói lừa về lại con gái mình sáng mới nợ ở theo rồi họ mới cho về chứ không lừa được mình chỉ được về. Câu chuyện của bà Đào, ông Đại chỉ là hai trong số rất nhiều vụ buôn người đã xảy ra ở các huyện miền núi thời gian qua. Điểm chung ở các vụ lừa đảo này, đó là nạn nhân thì quá nhẹ dạ cả tin, còn kẻ xấu thì lại chính là những người thân quen với nạn nhân và gia đình nạn nhân.
Để trả lời cho câu hỏi vì sao đã có nhiều người bị lừa bán sang Trung Quốc, thế nhưng càng ngày thì con số này vẫn cứ tiếp tục tăng, thì câu trả lời được cho rằng là cứ một người bị lừa bán sang Trung Quốc thì sẽ vô tình trở thành một mắt xích trong đường dây buôn người của kẻ xấu. Bởi sau một vài năm chung sống thì họ chỉ được trả lương và cho phép về thăm nhà nếu đồng ý là sẽ rủ được một người khác sang thay thế mình. Và lúc này thì hàng xóm láng giềng, bạn bè và thậm chí là người thân sẽ trở thành mục tiêu của các đối tượng từng là nạn nhân này. Mẹ bán con, hàng xóm láng giềng bán nhau là điểm đáng buồn trong những câu chuyện buôn người xảy ra thời gian qua. Vì đâu mà các đối tượng xấu lại bất chấp tình thân, máu mủ để lừa lọc những người từng là bạn bè hàng xóm hay thậm chí là anh em ruột thịt? Có phải thiếu hiểu biết hay chính sự nghèo đói và lợi ích từ vài ba chục triệu thu được mà giá trị tình cảm của nhiều người dân miền núi, miền quê vốn nổi tiếng trọng tình, trọng nghĩa đã bị xem nhẹ? Có thể nhiều đối tượng phạm pháp đang nhờn nhơ ở bên kia biên giới, nhưng chắc chắn rằng họ đã tự cắt đứt tình cảm và sợi dây liên kết với quê hương, cũng như những giá trị đạo đức tốt đẹp vốn đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay ở các bản làng miền núi. Và con đường trở về, con đường hoàn lương của các đối tượng này càng khó khăn hơn.